Trời ơi, quét nhà nè. Trời ơi, thấy lá cây rớt ra. Trời ơi, giỏi ghê không bà Út? Giỏi quá. Giỏi quá hả? Tao cái chỗ bự hả? Trời ơi. Cái gì con nó dễ dơ quá. Ủa, nè, quét sập lắm nha mâm nhìn nè. Nghe chuyện kiến nó đớp vô con á. Kiến không à, thôi không được. Bà Út ơi, cho Sơn Hà đi vô bà Út ơi. Sắm cho nguyên cây chổi đâu mà đó. Trời ơi, chừng mốt quen tay giống như anh Sơn Hùng đi. Trời ơi, hay ta. Rồi nó quét xuống cái lỗ đó, nó cố tình nó quét xuống cái lỗ đó. Rồi giỏi ghê ta ơi. Rồi chú thấy Sơn Hà không? Sơn Hùng quét hết cái đống này vô xuống Sơn Hùng. Bắt cây chổi là cho cực cả đời luôn à, suốt ngày. Rồi thôi để kéo nó vào đi đây nó là bị kiến đắp. Sơn Hồng qua bên kia quét đi Sơn Hồng. Qua bên kia quét đi Sơn Hồng. Đứng dậy anh quét rồi đứng dậy quét.